Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua trên địa bàn xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Nổi bật là ông Phạm Khắc Nhu ở thôn Đoàn Kết, người đã nhiều năm gắn bó và từng bước làm giàu từ mô hình kinh tế trang trại. Hơn 10 năm nay, ông Nhu đấu thầu lại diện tích đất 313 để đầu tư làm trang trại. Trên diện tích 1,5 hectare, ông đào ao nuôi thả các loại cá truyền thống như trôi, chép, mè, sản xuất cá giống. Tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, lựa chọn nguồn cung cấp giống cá uy tín chính là bí quyết để việc nuôi thả thủy sản luôn thành công, tránh được ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh trên đàn cá. Mỗi năm xuất bán khoảng 5 tấn cá thương phẩm, thu hoạch thêm tôm tép trong ao, tổng thu nhập của trang trại đạt trên 250 triệu đồng. Nói chung kinh nghiệm thì một là cái cách xử lý, hai là nói chung là về môi trường, và cái thứ ba là nói chung là cái vệ sinh thì cái hàng đầu đấy. Thì 4 năm thì làm cái vệ sinh. Mỗi cái con giống thì hoặc là mỗi một con chăn nuôi thì nó đều có một cái vệ sinh của nó khác nhau, thì mình cứ học hỏi và mình rút kinh nghiệm thôi. Từ năm 2023, sau khi tham quan học hỏi kinh nghiệm tại hợp tác xã thủy sản ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, ông Nhu đã biết đến mô hình nuôi cá rô tổng trường và mạnh dạn về áp dụng nuôi thử nghiệm. Sau vụ đầu triển khai, ông nhận thấy con nuôi này có nhiều ưu điểm, vừa sống khỏe, ăn ít cám, đỡ chi phí, năng suất khá cao. Vì vậy đây cũng là mô hình mới có thể nhân rộng ra các hộ nuôi trong thôn. Năm nay tôi mới thả phát triển mới là cái cá tổng trường, thì sau trong vòng 1 đến 2 tháng nữa tôi bắt thu hoạch. Thì là tôi sẽ mời bà con đến tham quan thôi. Thì các bà con cứ cảm thấy nhận được thì bắt đầu sang năm là tôi triển khai lớn lên, rủ nhau toàn bộ anh em trong thôn, nó có khoảng 20 ao. Thì mà tôi sẽ tập hợp anh em, và nếu anh em mà nhiệt tình thì bắt đầu tôi triển khai tìm hiểu thêm cả cái lươn với trạch luôn. Lươn trạch trên bờ vừa rồi tôi đi tham quan cũng đã hợp đồng được rồi. Nhìn chung là cái mô hình này là rất hiệu quả, mang lại kinh tế rất là cao. Chúng tôi cũng cho các đồng chí hội cựu chiến binh đến để tham quan, về để học tập, để phát triển về kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay chúng tôi có khoảng 12 đến 15 mô hình như thế này. Không chỉ vậy, tận dụng đất vườn, người cựu chiến binh này còn tiến hành trồng thêm cây ăn quả và nghệ giúp tăng thu nhập. Hiện ông cũng đảm nhiệm chức danh trưởng thôn Đoàn Kết, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm giúp nhiều hộ đẩy mạnh phát triển kinh tế, đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Ông thực sự là tấm gương tiêu biểu được người dân trong thôn tin yêu quý mến.